Đây thì anh trai nhé, em sẽ đo cho anh cái mẫu cây nguyệt quế này. 40. 40 sen. Đấy. Và đó, ngang cây của nó bao nhiêu? Vành của nó, tàn ngang của nó. 25. 25. Để nó to bằng ngón tay trỏ. Đấy. Để cho. Cho nhìn nó rõ. Đấy nha các bác nhé. Đấy. Cái lô này xem đếm như nào. 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 tính 29 cây. Hàng này là 1 2 3 4 5. 5 cây một hàng. Đúng không? Thế đồng nhân là bao tiền? À nhân xem bao nhiêu gốc. 29 này. 20. Bao nhiêu 30 đi. À, 3 5 15 là 150 cây, đúng không ạ? Cái này bỏ lại này. Lô này là 150 cây này. Ừ. Đấy. Đây. Cây này xấu bỏ lại. Ừ. Cây nào bé quá bỏ cái này lại. Bỏ lại này. Cái này. Cái này. Ừ. Cái kia này. Đấy, ví dụ như cây này là cao gần 50 sen, đúng không? Cây này cao gần 50. 50 này. Ừ. Gần là lô này. Lô này còn cao hơn ấy. 50. Kia. Đấy. Lô này tương tự này, đúng không? Tiếp theo. Cái cây tốt bỏ lại này. Đường ngang này đánh được hết này. Ừ. Đồ này đúng này. Cái này phải 50 sen nha. Đây. 50. Thế thì là 50 tất. 50. Đây hoa các bác. Cây hoa đây ạ. Đó. Cái này nhỉnh nhỉnh ngang ngón cái rồi đấy. Nhỉnh. Gốc này. Gốc này được mày cứ yên tâm đủ 500 cây cho mày. 500. To tao bỏ lại đấy. To nhấc luôn. Bạn nhá. Đây là nguyệt quế. Hoa đẹp. Nó đẹp. Anh trai xem cái 6 đại inbox lại cho em nhé, thông tin lại cho em sớm nhé, để em cho người vào đánh đào. Đấy đẹp ạ. Cảm ơn các bác.